đường khuya, qua mi tóc bạc là em đó. Ây chà. Lời là có thì hãy rơi bị bà nha thị. À, ôi thị không rơi, chắc là bà lão đã đếm đủ nhịp. Không sao, ưu thế của người già rất là rảnh. Bây giờ bà lão sẽ ngồi đây chờ thị rơi, tới khi nào thị rơi xuống bà lão sẽ quay clip và đăng lung lên mạng, lúc đó bà lão sẽ nổi tiếng. Rơi đi thị. Trời đất ơi, ta nói ra đây quay clip mà chờ thị từ nãy giờ mà nó không rơi là không rơi, bực bội hết sức à. Ai đây? Ai xuất hiện đây? Hỏi khùng hỏi điên gì vậy hả? Bước ra đây tôi dạy cho bà nghe. Bà có chuyện cổ tích không? Có. Bây giờ tôi hỏi bà nè, trái thị nó nở ra cái gì? Trái thị nó ra cổ tắm. Đúng, bà thông minh. Vậy thì cái cây thị thì nó nở ra cái gì? Cô hồn. Bà nói gì hả? Bà nhìn mặt tôi giống cô hồn không? Ai biết thế muốn... Nè, cái tháng nó vừa qua rồi nha. Nha. Kỳ cục vậy. Ở bà ở đâu hả? Nhà ngươi là ai? Tại sao lại hả xuất hiện từ cái thị bước ra? Đơn giản vậy mà không biết hả? Tôi là hoàng tử. Hiểu chưa? Mà tôi phi ra từ cây thị, gọi tôi là hoàng tử thị phi. Hết. Ê, bà đừng có bình phẩm về cái trang phục của tôi nha. Nha. Cái trang phục của tôi nó bị như vậy nè. Đó, người ta đóng đinh, đóng mọc nè. Nè nè, hút hầm cầu nè. Tìm chó lạc. Trời đất ơi, do ai? Do ai làm ra? Tôi không biết. Còn là ý chí đi. Còn có những kẻ lựa những đêm trăng thanh gió mát ít người qua lại xâm phạm tôi, làm nhục tôi bằng hành vi tươi nước. Ê, khoan, đứng đi. Vậy gì? Gì dơ dơ à? Nè, đen nè. Sừng gùm đó chế. Ê! Gì ghê vậy? Dạ, không có ghê đâu. Kể với sự tức sừng gùm cho nghe. Ủa vậy luôn hả? Có nè. Sự tức hả? Cũng vào những đêm trăng thanh gió mát. Nhưng mà trước mấy thằng xỉa bậy nha. Chứ không có hai cái phần xỉa bậy với yêu nhau không có đi chung ha. Đó, thì nó dắt nhau ra công viên. Xong, cái nó thấy một góc. Ôi, em ơi, cái gốc cây nó đẹp quá. Dạ. Nó đè đầu vô gốc cây. Dựng rồi, đó, đè vô nè. Thì hai mắt nhìn nhau, nhắm mắt, chua mỏ, chuẩn bị hùng. Nhả sư gấm trét vô cây nó mới hùng. Đây, là đây. Là nó đây. Còn chưa kể, nhìn nè. Ý, hàm hương. Đúng rồi, không phải đâu, hàm hương đâu ra. Bướm bướm nè. Sưng gùm á. Trời đất ơi, thành hình luôn á hả? Nó trét cỡ đó luôn á. Đây nè, cái này là con bướm con thôi. Con bướm bà nằm đây luôn nè. Trời ơi, nó trét vậy luôn đó. Dễ sợ. Nhiều khi hả, người ta nhìn xa xa, người ta tưởng tôi có tiền bận đồ của Đỗ Mạnh Cường. Má ơi. Trời ơi, thời đang bướm bướm vậy luôn đó trời. Thôi được rồi, tôi đã hiểu hết tâm tư của ông rồi. Đúng rồi, tôi bực mình dữ lắm. Bây giờ ông có gì bức xúc, ông nói đi, ở đây tôi có nè. Trời ơi, có máy quay luôn. Bức xúc chứ không bức xúc. Tôi nói bà nghe, thí dụ con người á, mình biết ăn xương gươm để làm gì, để giữ gìn hơi thở cho mình, vệ sinh cho mình. Tại sao người ta lại hả đem xả rác và lại trét vô những thứ xung quanh chi? Trời ơi, cái kỳ cục. Mà bà làm gì vậy? Bây giờ nè, ông có bức xúc gì đúng không? Có cái máy quay ở đây, ông cứ nói đi, tôi sẽ quay lại. Xong rồi cái tôi post lên YouTube. Thôi,
biết sao nói cho bà hiểu thôi, chứ thôi tôi không có, boss này không có quen. Không thiệt, quay được thôi. Quay được, được mà. Tôi boss lên chợ thì quay đi má, nói hoài vậy má, thiệt luôn á trời. Vậy đúng hả? À, nói làm liền cứ nói quá hoài. Rồi bây giờ là 3 3 3 3 2 1 là action nha. Ba bỏ action đi. Rồi. Rồi. Dạ, bắt đầu quay nè. Dạ. Dạ. Không, bà qua đây, bà quay nè. Cái góc bên đây tôi đẹp, góc bên đây xấu lắm. À, góc bên đây nó đẹp. Ừ. Rồi xuống chỗ dáng cao rồi. Rồi. Được chưa? Được rồi. 3 2 1. Action. Dạ. Em là cái cây. Em đại diện cho thiên nhiên và em xin phép được nổi điên. Dạ. À. Thì cái thân cây. Dạ. Ủa gì vậy? Phải tôi hay không? Ủa gì? Tôi diễn tự nhiên luôn á, tôi không nhìn vô máy quay, tôi nhìn đây nè. Trời ơi, không ai làm được đâu. Có nhiều đứa là tin không? Đang diễn cái gì nè, mà liếc máy quay gì nè bà nội. Trời tôi chửi cắt hoài hả? Trời ơi, đang quay mà tự nhiên cái trận 3, 2, 1 action. Em rất là buồn khi con người lại xả rác, lại trét, lại đóng đinh vào người em và những cây của em. Rồi không biết nói sao. Em mới đi. Không nói gì nữa. Thôi khóc quá dẹp, dẹp quá khóc không được. Cái gì kỳ vậy? Đang vô cảm xúc mà tự nhiên là sao? Ủa bà làm gì? Đang quay, đang vô cảm xúc mà. Rồi bà tắt máy hả? Ờ. Bà điên hả? Cái đó là tôi diễn á, bà hiểu không? Trời, diễn tôi diễn là tôi bị xúc động quá, tôi nói không được á, hiểu không? Nhưng mà chút xíu tôi lắng lại tôi nói. Thôi bây giờ làm lại nè, vô xúc động lại nha. Rồi nè, nè, nè. Thôi, dẹp luôn đi. Trời ơi, cảm xúc có lúc được lúc có chứ đâu phải là có hoài vậy đâu. Trời ơi, bực mình với sợ luôn á. Đang vô cảm xúc tự nhiên cái. Thôi không quay nữa. Có không có quay xó thì dùm, xó dùm cái đi. Có mình bà ham nổi tiếng mà quay, nãy giờ bà dụ tôi quay không à. Cái gì nổi tiếng đây? Vậy chứ quay là bà làm gì? À, bà muốn quay làm gì? Quay người ta biết tới bà làm gì, bà nói tôi nghe. À, thì tôi quay clip để người ta biết tới tôi, để tôi nổi tiếng. Để làm gì? Để có vai diễn. Bà có vai diễn hả? Ờ. Bà có vai diễn thì bà vô trường sân khấu bà học. Có học. Rồi cuối cùng sao? Ra trường rồi cũng có vai diễn nào đâu. Có ai mời tôi đâu. Tôi thấy á, mấy người đi học nha, học trong trường ra, tốt nghiệp cho đã rồi cũng có vai diễn. Trong khi á, mấy người kia à, hot boy hot girl, không có thực lực gì hết. Quay clip đăng lên mạng, rồi cái quá trời lượt view, rồi cái xong nổi tiếng. Cho nên tôi mới bắt chước người ta. Tôi thử tôi quay clip khùng clip đi coi tôi có nổi tiếng hay không. Rồi sao tự nhiên nói thì câm luôn nha. Thì quay qua đây nè. Hả? Con la mắt lồi. Sao biết tên tôi vậy? Cũng biết về danh tôi mắc lòi nữa. Trời đất ơi, Hải Triều thích làm liều. Trời ơi, mày ơi, tôi thấy ông mặc đồ này là tôi biết ông liều lắm luôn rồi đó. Vậy chứ bà nghĩ coi, bà biết quay clip lên mạng để nổi tiếng, để có vai diễn, có mình bà biết hả? Xin lỗi bà, tôi cũng biết vậy. Tôi đầu tư hơn bà, tôi đầu tư nguyên cái bộ đồ luôn nè. Trời đất ơi. Tôi mướn bộ đồ nhiều mà em nói biết không? Nhiều. 20 ngàn. Đâu hả? Nè, cái bánh rau này là tôi mướn nè. Thôi. Tôi mướn đi, tôi quay clip nè. Trời ơi. Không biết đâu vô bà nói nãy giờ nhiều hơn tôi luôn á. Trời. Mà nhìn coi, bà có cái iPad nè. Tôi biết bà mượn luôn nè, không phải của bà nè. Bà có cái, xin lỗi bà, mười mấy máy đang quay tôi luôn nè. Trời đất ơi. Được rồi, tôi thấy đầu tư là ổn rồi. Xong này tôi làm bà bán cho bà luôn. Bà nổi tiếng luôn, bà nghĩ sao giờ? Không có, tôi xin lỗi. Tại vì tôi... Thì đó, ông thấy không? Tôi ông cũng học trong trường ra. Cuối cùng tốt nghiệp giờ mình có vai diễn nào đâu. Ủa gì? Hồi đó bà có vai diễn nha bà nội. Ờ, thì có. Vai gì quên rồi? Cô lái đò. Ồ. Hiền lành, dễ thương, nhân hậu. Hằng ngày lái đò qua sông đưa các em nhỏ đến trường để đi học. Cô ơi cô. Hả? Con có đi học. Chờ cô một tí. Dạ thôi, tôi ở đó đi, cô nhảy xuống.
thầy. Ôi thiệt chân chân cô. Không sao, bây giờ mình đến trường học chữ nha con. Dạ, đi. Ê mẹ, cái da này dễ thương quá nè. Ê, chắc khán giả nhớ lắm phải không? Thấy ghê. Ủa làm sao? Tại vì tao là cô lái đò, mà tao không biết chèo đò. Ví dụ mày làm cô lái đò thì mày biết chèo đò chứ. Nãy giờ tao thấy mày cũng mệt lắm. Mày cầm, mày giật cái chèo lên mà mày ngoái vậy nè. Mày quay tơ hả hay mày chèo đò? Không có, tao ngoái nón lá á. Là sao? Mày biết mấy người mặc áo dài tao hay chụp hình không? Tao cầm cái nón lá tao quay quay vậy nè, tao bắt trước theo đó. Giả cho mặt mày, mày còn điên gì vậy? Trời đất ơi, mày quay cỡ đó sao tao bắt đét mày? Thì bởi vậy bắt đét không được cho nên tao mới rớt đó. Bây giờ tao nói em mốt hả, làm cái gì á, mình là diễn viên, mình có vai là mình phải nghiên cứu kỹ cái kịch bản cái vai đó để mình diễn, thấy không, hiểu không? Thí dụ bây giờ mày bán vai nhỏ, bán vé số mày làm sao? Không biết. Trời ơi, thì mày mượn vé số mày bán thử ngày để mày biết cái kết quả. Thí dụ bây giờ mày đóng vai hả, một con cà phê mày làm sao? Không biết. Ra đường đứng. Trời ơi. Trời ơi, hay quá, hay quá. Mày ngờ luôn hả? Mày khùng vậy. Tùy cái nghề, tùy cái ngành mình mới thử. Còn những cái ngành đó thì á, mình coi trên báo, đài sách báo, hiểu không? Ủa vậy hả? Trời ơi, không lẽ hả? Đi làm ăn cướp cái vô chỗ ngân hàng tao cướp xong rồi về đóng cấm kịch. Nghĩ sao vậy, khùng điên gì đâu không à? Ha. Nè, tao nói mày nghe. Mày yên chí, có một cái chỗ cho mày tỏa sáng rồi con. Ê, chỗ nào hay vậy? Đài truyền hình Vĩnh Long đó. Hả? Tổ chức một cái chương trình game show gọi là Thử Thách Nghệ Sĩ. Wow. Mày biết diễn đúng không? Biết. Người ta không có cho mày diễn. Ủa? Mày làm cái khác. Cái khác là sao? Giống như mày múa, mày hát, mày xiết cái gì đó, ông còn biết, hiểu không? À, là không phải thế mạnh của mình. Đúng, nhưng mà là mình vẫn thể hiện được cái tài năng của mày, người ta biết tới mày hiểu không? Ôi, vui vậy. Mày muốn thi không? Muốn. Năm sau thi đi, năm nay tao thi rồi. Trời.